Xin chào các bạn, tôi là Duy Nguyễn. Ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách tạo cái thống kê báo cáo về kênh fanpage mà các bạn đang quản trị, hoặc là cái kênh fanpage mà các bạn đang muốn tìm hiểu hoặc là phân tích cái fanpage đó. Thì ở đây các bạn muốn phân tích và thống kê báo cáo một cái fanpage thì đầu tiên các bạn truy cập vào cái website là fanpagekama.com. Đây thì các bạn truy cập vào cái trang web này, và ở đây thì các bạn muốn thống kê báo cáo về một cái kênh fanpage, các bạn truy cập vào facebook.com. Ở đây thì ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách thống kê báo cáo đối với một số cái fanpage của ngân hàng. Ở đây tôi lấy ví dụ như một số ngân hàng như là BIDV, Sacombank, Techcombank hoặc là Vietcombank. Thì trong cái fanpage Kama này nó sẽ cho chúng ta thống kê một lúc 5, 6 đến 7 cái fanpage khác nhau để chúng ta có thể đưa ra cái so sánh, cái thống kê báo cáo giữa các cái fanpage có cùng ngành hàng, cùng dịch vụ và cùng sản phẩm kinh doanh. Ok, thì đầu tiên các bạn cần phải vào trang fanpage Kama và login with Facebook, là đăng nhập với cái tài khoản Facebook vào trong cái trang fanpage Kama này. Thì tôi vừa tiến hành đăng nhập với cái tài khoản cá nhân của tôi. Thì ở đây trong cái trình đặt bát này nó sẽ có cho chúng ta 6-7 cái lựa chọn khác nhau để tạo ra cái thống kê báo cáo đối với các cái kênh mạng xã hội khác nhau, đó là Facebook, Twitter, YouTube, Google Cộng, Instagram, LinkedIn, Pinterest. Thì ở đây tôi hướng dẫn các bạn đối với cái fanpage của Facebook. Tương tự như thế thì các bạn có thể tạo ra các thống kê báo cáo và so sánh giữa các cái đơn vị khác nhau trên những cái mạng xã hội khác nhau. Ở trên đây còn có 6 các cái lựa chọn khác nhau cho các bạn. Thì ở đây thì tôi sẽ vào Facebook. Ok, sau đó các bạn kích vào cái nút biểu tượng bánh răng này. Và ở đây thì các bạn sẽ tiến hành thêm cái profile của cái fanpage đó vào. Đây các bạn có thể nhập vào đây là enter name or ID, tức là tên của cái fanpage hoặc là cái ID của cái fanpage đó. Thì tôi sẽ lấy ra 4 đến 5 cái ngân hàng hiện tại ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta và so sánh thử với nhau xem cái hoạt động fanpage của các ngân hàng đó như thế nào và cái mức độ tương tác của các ngân hàng trên kênh mạng xã hội ra sao. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào sẽ chọn thông tin của các ngân hàng đó. Ở đây tôi sẽ gõ Vietcombank. Vietcombank. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây Vietcombank dấu tích xanh, đây chính là cái fanpage chính thức của Vietcombank. Đó, xong các bạn copy cái đường link này và paste vào trong cái phần enter name or ID và nhấn vào tìm kiếm. Đó, sẽ cho ra cái thông tin là Vietcombank, các bạn click vào đây để chọn. Như vậy các bạn đã chọn được một cái fanpage của Vietcombank. Tiếp theo là đến tôi sẽ chọn tiếp là BIDV. BIDV. Hiện tại ở đây thì ở đây có rất nhiều cái BIDV khác nhau. Ở đây có một cái dấu tích xanh. Nhưng mà để cho chắc ăn hơn thì tôi sẽ truy cập vào cái website của BIDV để xem cái fanpage chính thức ở trên trang chủ của BIDV là gì. Thường thì cái thông tin về fanpage sẽ hiển thị ở dưới cuối trang. Các bạn click vào đây. Đây rồi, chính xác. Đây là trang BIDV Bank Việt Nam. Các bạn copy cái đường link này và tiến hành nhập tiếp vào cái phần enter name or ID tìm kiếm. Đó, như vậy được hai ngân hàng. Tiếp theo đến ngân hàng là Techcombank.
tôi tìm kiếm thêm ở đây là Sacombank. Đối với Sacombank thì phần fanpage ở dưới cuối trang, bạn kích vào đây sẽ ra đường link, nhập thông tin vào đây và tìm kiếm. Ở có rất nhiều Sacombank Việt Nam. Ok. Tiếp theo Sacombank. Bạn lưu ý nhé, là mình phải nhập đúng cái đường link của cái fanpage mà mình muốn thống kê báo cáo, bởi vì là cái nếu mà mình nhầm lẫn sang một cái fanpage khác thì cái thông số nó sẽ không được chính xác. Phần này đây, phần fanpage phần cuối cùng này. Mình tiếp vào đây tìm kiếm. Rồi, ok. Hiện tại đây thì các bạn có thể thêm được cái 5, 6 hoặc là 7 cái profile khác nhau. Thì ở đây tôi chỉ nhập khoảng tầm 4 cái profile thôi. Tôi muốn so sánh cái fanpage giữa 4 ngân hàng là Vietcombank, BIDV, Techcombank và Sacombank. Thì sau khi các bạn đã nhập các thông tin vào đây thì các bạn sẽ, hoặc là các bạn muốn bỏ một ngân hàng nào đấy thì các bạn nhấn vào cái nút thùng rác này. Đó, nhấn vào nút thùng rác. Và đây là các cái màu để đặt tượng trưng cho các cái fanpage mà mình sẽ so sánh và thống kê báo cáo. Sau đó các bạn nhấn vào Save. Ok. Như vậy là cái fanpage Karma này đã thống kê cho chúng ta rất nhiều các cái thông tin về các cái fanpage của các ngân hàng này. Thứ nhất là Page Performance Index, cái chỉ số thông tin trang này. Rồi cái Number of Fan là số lượng fan. Số lượng fan ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là cao nhất bây giờ đang là của Techcombank với 612.000 fan. Tiếp theo là đến 335.000 fan của BIDV. Và tiếp theo nữa là đến 290.000. Hiện tại ở đây đang có một cái giá trị nó không được xác lập. Đấy là Techcombank. Và tiếp theo đấy là 164.000 fan của Vietcombank và thấp nhất là của Sacombank với 65.000 fan. Và phần tiếp theo là cái phần chỉ số tăng trưởng. Thì cái chỉ số tăng trưởng này hiện tại đang của Vietcombank đang là cao nhất 0,61%. Tiếp theo đến là của Sacombank với 0,58%. Và tiếp theo nữa là BIDV với 0,031%, và tiếp theo nữa là Techcombank với 0,023%. Và còn một cái chỉ số nữa là các bạn cần quan tâm, đấy là cái phần engagement, đấy, tức là cái lượt tương tác. Lượt tương tác thì là cái dẫn đầu đang là Vietcombank với lượt tương tác là 0,61%. Tiếp theo đến là Sacombank với 0,6%. Tiếp theo nữa là BIDV với 0,1% và Techcombank với 0,74%. Thì đối với những cái thông tin này thì các bạn có thể nhấn vào cái nút Excel này để tiến hành tải xuống toàn bộ cái thông tin đấy trên cái bảng Excel. Rồi, cái bảng thông tin này các bạn có thể tải xuống để xem các cái thông tin báo cáo. Đây, nó sẽ ở dạng báo cáo như này. Ngoài ra thì còn rất nhiều các cái loại báo cáo khác ở trong đây. Các bạn có thể kích vào phần trên cái phần menu này, các bạn kích vào phần chatbot này. Đó, thì các bạn có thể so sánh giữa các cái chỉ số tương tác giữa các cái ngân hàng. Ở đây thì có ngân hàng Vietcombank là cái chỉ số tương tác đang là cao nhất. Đó, nó sẽ vẽ biểu đồ trực tiếp cho chúng ta. Và cái number of fan này nó sẽ thống kê báo cáo thành biểu đồ dạng cột. Thì Techcombank đang dẫn đầu. Thì tương tự như thế thì các bạn cũng có thể tải cái file này xuống ở dưới dạng PowerPoint hoặc là PDF. Total likes, comment, share, engagement,
Weekly Blue. Okay. Ngoài ra thì các bạn còn các cái tab khác như là Analytics này, History, Matrix Report. Sẽ thống kê toàn bộ những cái thông tin mà về cái fanpage mà các bạn muốn theo dõi. Đây các bạn trong cái phần Analytics thì các bạn có thể xem được cái với cái bài viết nào mà cái lượng tương tác comment và share nhiều nhất. Ví dụ ở đây thì các bạn di chuột và các bạn có thể nhìn thấy là đây là cái bài là lì xì vàng đầu xuân may mắn của Vietcombank. Đó thì có đến 11.697 lượt like, 53 lượt tim, mặt cười là 5, biểu tượng cảm xúc một số cái nữa. Và ngoài ra cái lượt bình luận là lượt comment là 5. Và đây là lượt share là 25. Lượt comment là 45, lượt share là 25. Ok, và đây nó sẽ thống kê chúng ta những cái bài khác với nội dung với cái tỷ lệ tương tác cao. Top link, top hashtag, top word. Ok, và cái ở đây có một cái chỉ số cũng khá quan trọng nữa, đấy là cái by day time, tức là cái bài post thường được post vào cái giờ nào ở trong ngày. Thì dựa vào cái thời gian này thì các bạn có thể biết được là đối với cái thời gian nào thì cái lượng tương tác của bài post là cao nhất đối với những cái bài post mà không chạy quảng cáo. Đó. Thì các bạn có thể nhìn thấy là cái tầm khoảng tầm từ 8 đến 12 giờ là cái tỷ lệ post bài post là khá cao. Đây là một cái khoảng thời gian mà khá lý tưởng cho những người mà lướt Facebook. Ngoài ra thì có những khoảng thời gian từ 12 giờ đến 16 giờ và khoảng từ 16 giờ đến 20 giờ. Ngoài ra bạn có thể phân lại theo cái khoảng thời gian như là 1 giờ từng giờ một, hoặc là giữa 2 giờ một, hoặc là giữa 3 giờ. Ok. Thì các bạn có thể theo dõi trong những cái bảng Analytics này sẽ thống kê được rất nhiều những cái thông tin mà quan trọng mà chúng ta cần tìm hiểu. Tùy vào cái mục đích nghiên cứu và thống kê của các bạn. Ngoài ra đây thì còn các tab như History, Matrix, Report. Ok, các bạn lưu ý nhé, tất cả những cái thông tin này là các bạn đều có thể thể tải xuống ở dưới dạng file PowerPoint, file PDF hoặc file Excel. Và hiện tại là cái tài khoản này của tôi đang ở cái tài khoản miễn phí, tài khoản free, nên là cái thống kê báo cáo nó sẽ không được nhiều lắm. Nếu các bạn mà có nhu cầu mà muốn thống kê báo cáo nhiều hơn thì các bạn có thể nâng cấp cái tài khoản của bạn lên. Ok, như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cái cách thức thống kê báo cáo các cái thông số chỉ số của fanpage mà các bạn đang quản trị, hoặc là các cái fanpage mà các bạn đang quan tâm hoặc là muốn tìm hiểu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.